Kính thưa quý tăng ni và cộng đồng Phật tử Việt Nam, sau khi đi 220 cây số từ nơi Đức Phật nhập niết bàn Kusinaga, và giờ phút này đó thì chúng ta đang có mặt tại quần thể chùa Khỉ và gọi nôm na đó là tháp Ananda. Lý do mà khu vực này có tên gọi là chùa Khỉ đó là cái điển tích rằng là khi Đức Phật vào năm thứ 6 sau khi giác ngộ, lúc ngài được 41 tuổi, thì ngài đã sắp xếp cho mẹ kế của ngài, hoàng hậu Pachapati, và vợ cũ của ngài, công chúa Yayurala, và 498 mệnh phụ phu nhân, các quý bà nước Sakya, trở thành 500 nữ tu đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thì cách đây 2 ngày chúng ta có mặt tại Ca Tỳ La Vệ đó, thì thầy có nói cái câu chuyện là giác ngộ chân lý của Phật đó, thì hoàng hậu Pachapati và vợ cũ của ngài đó muốn trở thành người xuất gia. Đức Phật đã không chấp nhận làm lễ xuất gia ở chỗ đó. Thì dĩ nhiên ngài không có giải thích lý do, ngài chỉ nói đơn giản thôi, đời sống của người nữ không thích hợp với đi xuất gia, du mục nay chỗ này mai chỗ kia, rất là bất ổn. Mà thực ra đó là cái cớ thôi. Và thực ra thì Đức Phật sắp xếp á, để cho mẹ kế của ngài được xuất gia tại đây. Lý do là vì như thầy đã nói đó, là nước ở Vasili này đó, thì vua đó là do dân bầu. Thì tại đây nó có tất cả là 7.700 các vị vua bộ lạc. Vì vua do dân bầu, do cái tinh thần dân chủ của người dân tại đây rất là cao, do đó đây là địa điểm thích hợp nhất trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ để Đức Phật thiết lập học thuyết bình đẳng giới, xóa đi cái vai trò lệ thuộc của người nữ trong nền văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ cổ đại. Nếu Đức Phật xuất gia cho người nữ ở tại nước Sakya của ngài đó, thì vì cái tính cách cực đoan tôn giáo thì người ta có thể lấy cớ để tấn công nước Sakya của ngài, cho nên ngài đã chọn địa điểm này. Thì tại đây đó chúng ta thấy là cái câu chuyện rất là hay, đó là Đức Phật dành những cái câu chuyện để cho tôn giả Ananda là thư ký của ngài đó, là thỉnh mời Đức Phật cho phép người nữ gia nhập vào tăng đoàn. Thì họ phải đi bộ 500 cây số từ Kapilavastu đến chỗ này. Và khéo hơn thế nữa đó, trước khi tiến hành cái cuộc đi bộ đó, thì 500 người nữ đã tự cạo đầu và đã tự đắp y của người xuất gia. Như vậy có đến đây Đức Phật có đồng ý hay không đồng ý thì 500 người đó cũng đã xuất gia rồi, Đức Phật làm lễ để hợp thức hóa thôi. Đó là một cách dàn dựng rất là khéo để không có những người cực đoan nào có thể chụp mũ Đức Phật, là phá nát cái truyền thống trọng nam khinh nữ của người Ấn Độ, để cho mọi vấn đề nó trở nên rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Vesali đó, thì đối với Đức Phật nó có rất nhiều cái kỷ niệm quan trọng. Thứ nhất, lúc Đức Phật mới đi tu thì ngài đã đi bộ 500 cây số đến đây để tầm đạo. Thì ngài đã học đạo với hai vị đạo sĩ Aram Undaka, chứng đắc được hai phương pháp thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng vi tưởng xứ. Sau đó Đức Phật thấy rất rõ đây không phải là giải pháp vượt qua khổ đau, cho nên Đức Phật tạ từ hai vị thầy của mình và hướng về Ma Kiệt Đà. Thì cuối cùng đó là tu 5 năm rưỡi khổ hạnh không giác ngộ, Đức Phật phát hiện ra con đường mới, đó là Bát Chánh Đạo, nhờ đó Đức Phật đã giác ngộ. Thì đây là cái kỷ niệm gọi là con đường tâm linh thật sự. Về sau này thì Trung Quốc ta dựng ra cái câu chuyện Đức Phật đi tầm đạo 5 năm rồi khổ hạnh 6 năm, là 11 năm đi tu vào lúc 19 tuổi, giác ngộ ở tuổi 30. Thực ra thì Đức Phật đi tu năm 29 tuổi, giác ngộ ở tuổi 35, đi tầm đạo đây chỉ có 6 tháng thôi, và khổ hạnh ở tại núi khổ hạnh đó là 5 năm rưỡi. Đó là cái kỷ niệm đầu tiên. Cái thứ hai là như đã nói, ở tại bảo tháp thời Xá Lợi Phật của Đức Phật, ở tại khu vực Vesali này đó, Đức Phật đã cứu độ được rất nhiều người thoát khỏi cái chết của dịch bệnh nhờ ngài có kiến thức đông y.
Rồi sau đó Ngài mới thuyết giảng bài kinh Châu Báu. Cho nên bài kinh đó nó trở thành cái nền tảng gọi là hướng dẫn cho quần chúng gọi là yêu, quý, mến Đạo Phật, hoặc là tối thiểu là cảm tình với Đạo Phật, chính thức lần lượt trở thành Phật tử. Cho nên đi hành hương, ai chưa là Phật tử thì hãy cố gắng đến Bồ Đề Đạo Tràng đó, gieo duyên để trở thành đệ tử Phật chính thức tại đó. Và hiện nay thì chỉ có 9 người đăng ký xuất gia. Và nếu ai muốn phát tâm thêm thì vẫn còn kịp cơ hội, vì ngày mai chúng ta mới tới đó. Thì làm lễ xuất gia thực ra tại đây thì rất là hay ha, nhưng mà chúng ta không có thời gian nhiều tại đây. Điều thứ ba là sau khi Đức Phật qua đời 100 năm thì đây là nơi tổ chức đại hội biên tập kinh điển, mà lúc đó nó chỉ có hai kho tàng thôi. Thứ nhất, kho tàng chân lý được gọi là kinh tạng. Thứ hai là kho tàng tâm lý học được gọi là luận tạng. Thì tất cả các thành viên của tăng đoàn thống nhất với nhau những điều dạy của Đức Phật về hai nền tảng nêu trên, để theo đó truyền bá một cách rất là dứt khoát những lời dạy cao quý của Đức Phật để giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau. Và ở đây đó nó cũng còn có những cái sự kiện phụ, đó là kỹ nữ Arambala được xem là sắc nước hương trời và là người đẹp được giới vua chúa chọn để ăn chơi. Thì ở cái tuổi sau khi kết thúc tứ tuần thì bắt đầu nhan sắc cũng hơi tàn phai, và bà may mắn có được một người con trai trở thành là thầy tu. Và ông đã khuyên bà đó là nương tựa vào Đức Phật để xuất gia, và nhờ đó đó bà đã thay đổi được cuộc đời của một kỹ nữ hạng sang trở thành một thánh nữ A-la-hán. Thì điều này cho thấy rằng là cái quá khứ của con người đó với những cái nghiệp đen mà Đức Phật dùng cái niệm ẩn dụ đó là chỉ cho những hành động xấu, hành động sai với luật pháp, hành động ngược với đạo đức, hành động phàm tục. Nếu chúng ta chuyển nghiệp đúng đó, thì các hành động đó có thể được chuyển hóa. Cho nên nghiệp theo đạo Phật không phải là một định mệnh, không phải là một số phận an bài. Vậy cái câu chuyện của kỹ nữ Arambala đó là một cái ví dụ điển hình về sự chuyển nghiệp này. Đó, bà đã trở thành là người giác ngộ. Và một cái câu chuyện khác nữa, cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật được nói trong kinh Duy Ma Cật, cũng là người ở tại thành phố Vesali này. Thì ông là biểu tượng của cái chủ nghĩa nhập thế về phương diện trí thức đối với người tại gia tham gia vào cái công cuộc lăn chuyển bến xe chân lý. Và cư sĩ trí thức đó cũng có thể giảng kinh được, chia sẻ pháp thoại được, làm các Phật sự được, cũng giống như là các tăng ni. Như vậy cái nhiệm vụ chia sẻ chân lý Phật không phải chỉ là cái sự gánh vác của tăng đoàn và ni đoàn, mà tất cả những người đệ tử Phật cùng phải làm việc đó. Thì đó là một vài cái sự kiện chính nó diễn ra ở tại khu vực này. Bây giờ thì trở lại hai cái câu chuyện quan trọng nhất ở tại đây. Thứ nhất, tại sao chùa này được gọi là chùa khỉ? Là bởi vì khi Đức Phật về đây nhập an cư cái mùa đầu tiên tại đây, đó là năm thứ 6 sau khi Đức Phật giác ngộ. Và cái mùa an cư cuối cùng trước khi qua đời thì Đức Phật chọn nơi đây làm nơi giảng kinh thuyết pháp. Thì lúc đó đó là rất nhiều khỉ ở khu vực này đó tới và quy ngưỡng Đức Phật, rồi dâng trái cây, dâng mật ong cúng cho Đức Phật. Cho nên Phật đã độ được rất nhiều khỉ. Từ đó người ta đặt nôm na cái chùa này tên là chùa khỉ. Rồi tại sao cái tháp này được gọi là cái tháp Ananda? Thì như thầy vừa nói đó, đây là cái câu chuyện giới thiệu rất là khéo léo để những người nữ từ vai trò rất thấp kém trong xã hội Ấn Độ trở thành các vị tỳ kheo ni, tức là các vị nữ tu. Rồi từ cái vai trò tỳ kheo ni tu tập đúng cách, hoàn thiện được trí tuệ, đạo đức thiền định, thì lần lượt trở thành chân nhân, rồi tiệm cận thánh nhân cấp 1, thánh nhân cấp 2, thánh nhân cấp 3, và thánh nhân cấp 4 là thánh nhân cuối cùng, tức là A-la-hán. Đó thì nó là cái câu chuyện rất là ly kỳ. Thì Ngài A-nan là cái người được Đức Phật chỉ định để sắp xếp cho nó khéo léo. Thì 500 vị, dẫn đầu là Hoàng hậu Mahabhasabade, kế đến là công chúa Yasodhara, Yasodhara, vợ cũ của Đức Phật, và nhiều mệnh phụ phu nhân đã đến đây được xuất gia. Thì Ngài A-nan là người sắp xếp, cho nên nhờ cái việc đó đó mà cái tháp được dựng lên vào khoảng thế kỷ thứ 5. Đó, tháp này đã bị Hồi giáo tàn phá bên mặt ngoài, chúng ta không thấy được cái bi tục của nó. Người ta mới đặt tên đó là tháp Ananda để đánh dấu cái công góp sức của Ananda dưới cái kế hoạch của Đức Phật để làm cho người nữ
trở thành các vị nữ tu sĩ. Thì cái câu chuyện đặt ra đó, nó nằm ở chỗ đó là đối với Ấn Độ giáo thì nó có luật Manu. Luật Manu quy định rất là chặt chẽ, người nữ á, nó có cái thước tam tòng. Và thước tam tòng của Ấn Độ rất là giống với tam tòng của Trung Quốc, và rất có thể là Trung Quốc đã tiếp thu từ cái thước tam tòng của Ấn Độ. Thứ nhất, nếu chưa lấy chồng, người nữ lệ thuộc vào sự sắp đặt của cha. Thứ hai, khi lên xe hoa, người nữ lệ thuộc vào chồng. Thứ ba, nếu chẳng may chồng mất sớm thì người nữ đó phải được tuẫn tiết, tức là chôn sống theo chồng. Còn sau này ta bỏ cái tập tục đó thì người nữ phải lệ thuộc vào con trai trưởng của mình. Và luật Manu kết luận lại, trong một kiếp người, người nữ không độc lập. Thì đó là những cái ràng buộc mà văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ được quy định như thế. Còn ở phạm vi của gia đình đó, thì người nữ là ba chức năng. Thứ nhất là chăm sóc bao tử của chồng, gia đình chồng, các con chung và những người ở trong gia đình. Thứ hai đó, đó là chăm sóc việc giáo dục con. Và người chồng thì đi làm lao động kinh tế mang về, còn người vợ ở nhà là giáo dục con. Và thứ ba đó là mang lại hạnh phúc cho chồng. Đó, như vậy suốt một kiếp người thì người nữ gắn kết với gia đình nhiều hơn, không có đi ra bên ngoài. Cho nên bây giờ cái tập tục nó vẫn còn, vì ra ngoài chợ nè, toàn buôn bán là người nam, khách sạn, nhà hàng toàn là người nam, không có người nữ. Thỉnh thoảng có một vài người nữ thôi, nhưng mà cái đó không phải là cái tập tục của họ. Tập tục của họ là chỉ có người nam lao động thôi. Thì từ cái vị trí như thế, cho nên người nữ không được quyền đi học, thậm chí là cũng không có tham gia tôn giáo, và chỉ có người nam mới có được cái đặc quyền đó thôi. Thì quý vị, Đức Phật mới nhìn thấy là sự lãng phí năng lượng cũng như là năng lực của chị em phụ nữ, cho nên Ngài là người tiên phong giải phóng phụ nữ khỏi cái tam tòng, và giải phóng phụ nữ khỏi những cái ràng buộc về tôn giáo và văn hóa. Cho nên Đức Phật đã khéo léo sắp xếp tại đây để họ được xuất gia. Và khi sau khi xuất gia rồi đó, thì rất nhiều các vị tỳ kheo ni, tên gọi của người xuất gia nữ đó, tỳ kheo ni, đã trở thành thánh A-la-hán. Và cái tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ đó là một minh chứng cho cái sự chuyển hóa đặc biệt đó. Họ đã trở thành thánh. Và các cái thi kệ do các vị tỳ kheo ni này đó sáng tác có cái chất lượng gọi là tâm linh ngang bằng, và thậm chí có thể nói là không có thua kém gì với các vị thánh A-la-hán nam hết trơn á. Điều đó là một cái minh chứng cho thấy là cái tuệ giác của Đức Phật thấy rõ được cái bình đẳng nam nữ là một cái cơ hội rất là tốt để giúp cho người nữ đóng góp nhiều hơn ở thượng tầng kiến trúc của xã hội, chứ không phải chỉ có cái hạ tầng kiến trúc, đó là gia đình, bếp núc và hạnh phúc của chồng và các con. Thì đó là một cái cuộc cách mạng xã hội rất là quan trọng. Cái cuộc cách mạng bình đẳng giới thì Đức Phật làm ngay chính quê hương của Ngài. Xin lỗi, bình đẳng xã hội, Đức Phật cho Uvali là người hầu của sáu hoàng tử đi tu. Mà sáu hoàng tử là sinh xuất gia trước, Đức Phật cạo tóc cho Uvali trước để Uvali trở thành sư huynh. Và năm hoàng tử là thầy của ông Uvali này đó, trở thành là sư đệ. Mà theo luật của Đức Phật, ai xuất gia trước người đó là sư huynh, mà sư huynh thì phải ngồi trước. Thì đó là cái cách để xóa đi cái hãnh diện giai cấp và xóa đi cái phân biệt nam nữ, thì Đức Phật làm tại địa điểm này đó. Thì đó là cái câu chuyện cải cách xã hội. Chính vì thế Đức Phật được xem như là một nhà cải cách lớn, một nhà giáo dục lớn, một nhà đạo đức lớn, một nhà tâm linh lớn, một bậc thầy vĩ đại lớn. Nhưng mà rất tiếc đó là học thuyết bình đẳng của Đức Phật, học thuyết bình đẳng giới của Đức Phật được phương Tây biết tới đó vào thế kỷ thứ 19 thôi. Nên vì đạo Phật truyền đạo bằng con đường hòa bình, cho nên đó là biết quá muộn. Chứ nếu mà biết từ thế kỷ thứ 6 trước tiền lịch đó, thì lịch sử loài người đã thay đổi rất là nhiều thứ lắm rồi. Thay đổi rất là nhiều thứ, chứ không phải là chờ đến thế kỷ 20 này. Thì luôn tiện thì mở một cái dấu ngoặc đơn về cái học thuyết Bát Kinh Pháp. 8 điều người nữ phải tôn trọng những vị xuất gia tăng. Thì giờ nếu chúng ta nghiên cứu vào 8 cái điều lệ này đó, chỉ có một điều đó lệ cho người nữ thôi, đó là người nữ không được ở quá xa là cái chùa của tăng. Là bởi vì cái đời sống du mục rầy đây mai đó hành đạo đó, thì người nữ rất dễ trở thành đối tượng bị tấn công tình dục
hoặc là cướp bóc của những cái kẻ phạm pháp. Cho nên đó, ở gần cái nơi của các vị nữ tu đó, thì cũng phải có một cái chùa tăng để khi có chuyện gì đó thì các thầy cái ra có thể bảo vệ được. Đó là cái việc bảo vệ duy nhất thôi. Còn 7 điều còn lại nó liên hệ đến quy định và Bồ Tát, quy định yết ma, rồi quy định về những điều nó thuộc về giới luật. Mà giới luật của Đức Phật đó thì được thành lập vào năm thứ 12 sau khi Đức Phật giác ngộ. Nếu mà giác ngộ ở tuổi 35, năm thứ 12 lúc đó Đức Phật được là 47 tuổi. Đang khi đó Đức Phật truyền bá học thuyết bình đẳng giới đó vào năm Đức Phật 41 tuổi, tức là trước đó ít nhất là 6 năm. Và luật của Đức Phật đó thì ai cũng biết rồi, khi nó phát sinh một cái điều gì mới thì mới thiết lập ra biểu quyết tăng đoàn và bổ sung cái điều đó, nó giống như là luật pháp của xã hội thôi. Như vậy nó không thể có ngay cái thời điểm mà chưa từng có mấy cái sinh hoạt Bồ Tát, Yết Ma, vân vân được. Nhưng đó là cái sự mâu thuẫn rất là lớn. Và từ cái mâu thuẫn này đó, bản thân của thầy và nhiều học giả tiến bộ đó thì đặt ra cái giả thuyết rằng bát kinh pháp là được đưa vào về sau để xóa sổ vai trò của ni đoàn ở trong Phật giáo Nguyên Thủy. Còn Phật giáo Đại Thừa đó thì ni đoàn vẫn còn nguyên, chưa từng mực đứt gãy trong quá trời truyền bá và hành trì. Còn các nước như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, truyền thống của tỳ kheo ni dành cho người nữ xuất gia đó là bị cắt đứt lâu rồi. Bây giờ người nữ chỉ được thọ 8 giới quan trai thôi, giống như người tại gia thôi. Và ngay cả Phật giáo Tây Tạng là theo Đại Thừa đó, thì người nữ cũng không được quyền thọ giới tỳ kheo ni, cũng chỉ thọ có 10 giới sa di ni thôi. Thì Việt Nam chúng ta là một trong hiếm các nước Đại Thừa giữ rất tốt truyền thống tỳ kheo ni suốt gọi là 20 thế kỷ qua. Đó. Thì như vậy đó, cái việc mà lập ra cái học thuyết bát kinh pháp thực ra nó làm hạ thấp đi cái giá trị của học thuyết bình đẳng giới, mà Đức Phật bằng tuệ giác của ngài là một người đi tiên phong trước thế giới phương Tây đến cả 23 thế kỷ. Học thuyết bình đẳng giới ở phương Tây mới biết vào cuối thế kỷ thứ 17 và nó lan rộng nhanh nhất là thế kỷ thứ 20. Đăng ghi thế kỷ thứ 6 trước tây lịch, tại đây Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới rồi. Cho nên đó, tới viếng tại chỗ này đó, chúng ta rút ra được các bài học sau đây. Thứ nhất, không nên ức hiếp phụ nữ như là Đức Phật dạy trong bài kinh 7 yếu tố làm cường thịnh quốc gia: chèn ép, trù dập, gây khó khăn, rồi khủng hoảng, cũng như là cưỡng bức tình dục, là những yếu tố làm cho xã hội đó nó bị gọi là rối loạn. Như vậy muốn một đất nước hưng thịnh đó, thì phải bảo vệ cái quyền lợi của phụ nữ. Đây là bài kinh đó Đức Phật nói rất rõ về cái điều đó, và bản thân Đức Phật đã làm rất tốt công việc đó. Cho nên đi theo ngài có rất nhiều các vị thánh nữ đó, giải phóng được cuộc đời của họ và họ trở thành các bậc thầy tâm linh, giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự để đưa Phật pháp đi vào trong đời. Bởi vì dân số phụ nữ đó thời nào cũng vậy, thường là chiếm 60% dân số của nhân loại. Thì trong thời kỳ chiến tranh là người nam chết rất là nhiều. Không có chiến tranh đó thì người nam chết vì rượu, chết vì thuốc lá, chết vì ma túy, chết vì tai nạn giao thông, chết vì đánh lộn, nhiều cái cách chết lắm. Cho nên số lượng dân số của người nam chính tổng thể trên toàn cầu đó bao giờ nó cũng thấp hơn người nữ. Như vậy khi mà bảo vệ cái quyền lợi phụ nữ và giúp cho người nữ được là thăng hoa đó, thì chúng ta góp phần tạo ra gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc, châu lục hạnh phúc và toàn cầu được hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của nhân loại nói chung. Đây là cái tầm nhìn gọi là chiều sâu và tầm nhìn nữa là tiên phong của Đức Phật so với tất cả các nhà cải cách xã hội trên quả địa cầu này. Điều thứ hai là để một cái điều gì đó được cải cách, chúng ta phải biết cách làm để tránh cái sự kháng cự không cần thiết, tránh những cái cuộc nổi loạn không cần thiết. Đức Phật đã dàn xếp, thay vì trước đó chỉ có 5-6 tháng đó, tổ chức lễ xuất gia tại Ca Tỳ La Vệ thì chắc chắn là Đức Phật không thành công. Đức Phật phải chọn cái địa điểm này vì đây là đất nước dân chủ duy nhất ở tại 16 tiểu bang của Ấn Độ và cũng là nước dân chủ đầu tiên trên toàn cầu. Vua do dân bầu. Thì với cái tinh thần dân chủ đó, việc giới thiệu học thuyết bình đẳng giới sẽ không bị bất cứ một rào cản nào. Đó là cái hay của Đức Phật. Chứ còn mà bản lĩnh theo cái kiểu làm liều, chuyện tới đâu thì hay tới đó, sẵn sàng chết, sẵn sàng hy sinh, cái đó chỉ là liều mạng thôi, không dẫn đến kết quả lâu dài được.
Còn Đức Phật thì muốn an toàn, và cái gì đó nó phải có cái giá trị bền vững, cho nên Đức Phật phải chọn ở địa điểm này. Thì chúng ta nên học cái cách thức phải đúng, gọi là đủ thuận duyên, chín mùi, tất cả các điều kiện thuận lợi, thì cái nỗ lực của chúng ta, phấn đấu chúng ta thì mới trở thành là một cái kết quả cao quý. Điều thứ ba, ở góc độ cái niềm tin, chúng ta thấy cái trụ đá vua dùng cao 11 mét, ở trên có con sư tử tượng trưng cho chân lý của Đức Phật, mặt hướng về Kusinaga, nơi cách đây 220 cây số, nơi Đức Phật chọn Niết Bàn. Thì vào khoảng năm 248, đại đế Ashoka đến đây, thì ông đã xác dựng cái trụ đá này để xác lập chân lý bình đẳng giới và kêu gọi mọi người phải tôn trọng chân lý đó. Và Hồi giáo tàn phá cái tháp lớn, họ phá nát. Ở đây có hàng trăm cái tháp nhỏ, hình vuông, hình tròn. Ngày mốt chúng ta ra Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta sẽ thấy được hình thù còn nguyên vẹn của nó. Phá hết. Nhưng mà cái trụ đá này ở cái vị trí 2 mét mấy, mình thấy nó hơi bị loan lỗ không? Đó là Hồi giáo phá. Nhưng mà tương truyền đó là khi họ dùng các cái dụng cụ phá đập vô chỗ đó thì nó văng ra trúng cái người đập. Sợ quá, tao không dám đập nữa. Cái trụ đá ở tại nơi Đức Phật đản sinh bị đập cái khúc đầu, chúng ta thấy không ạ? Nhưng mà chủ này đó đập không được. Đang cái tháp mà nãy mình gặp á, Kesariya, cao 45 mét, họ đập nát cái bên ngoài, nhưng mà trụ đá này đập cứ văng ra, họ sợ quá không dám đập nữa. Thì như vậy chân lý bình đẳng giới trở thành là bất diệt. Chúng ta xem nó như là một cái biểu tượng thiêng liêng, tức là cứ mỗi một nơi đó, cái thiêng liêng nhất ở cái nơi đó lại còn nguyên, còn mấy cái mà phụ thuộc theo đó thì lại bị tàn nát hết. Đây là một sự tình cờ cũng được, nhưng mình nói là một sự nhiệm màu cũng được. Cho nên tới đây đó thì chúng ta nhớ cái chân lý bình đẳng giới qua cái trụ cột này của vua A Dục xác lập để đánh dấu và tôn vinh cái tuệ giác của Đức Phật là vẫn còn nguyên. Cho nên đến đây thì tất cả chúng ta hãy học theo Đức Phật, tôn trọng phụ nữ, quý trọng phụ nữ, nâng đỡ phụ nữ, để làm cho phụ nữ được hạnh phúc. Đó là làm cho thế giới này được hạnh phúc. Vì tất cả mọi vĩ nhân, bao gồm cả Đức Phật, đều sinh ra từ người nữ. Không có người nữ, không có vĩ nhân, không có bất cứ cái gì có giá trị trên đời. Cho nên bảo vệ phụ nữ cũng là bảo vệ cuộc sống của nhân loại, bảo vệ hạnh phúc của con người nói chung. Do đó, 2 ngày nữa là đến ngày 8 tháng 3. Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây. Thì các chị em phụ nữ đừng có nghĩ là dùng lên. Có những cái thứ bình đẳng mình phải hiểu vậy nè. Nó khác với đồng đẳng. Cái bình đẳng của Đức Phật nó gồm có 5 phương diện. Thứ nhất là bình đẳng về sinh học. Thì theo Đức Phật, dù có cao thấp khác nhau, da vàng, da trắng, da nâu, da đen, thì cái cấu tạo sinh học của con người là giống nhau. Một cái đầu, 2 cái tai, 1 cái thân, 2 cái chân. Đó, người nam người nữ gì cũng vậy hết trơn á. Thì đó là bình đẳng. Cái thứ hai đó là bình đẳng với pháp lý. Đó là người nam người nữ hễ vi phạm luật pháp thì bị tội giống như nhau. Cho nên không nên gán ghép rằng là có người nữ trong Phật pháp thì Phật pháp bị giảm thiểu đi mấy trăm năm. Cái đó là vớ vẩn. Đó. Thực tế đó người nam phạm pháp nhiều hơn người nữ. Tất cả các trại tù trên toàn cầu, ở tại Việt Nam và tại Ấn Độ, người nam phạm pháp có thể chiếm đến 70-80%, người nữ phạm pháp ít hơn. Thì không thể nói là có người nữ thì chánh pháp giảm. Thực ra chỗ nào không có thực tập chân lý, không truyền bá chân lý, không tôn trọng chân lý, chỗ đó Phật pháp bị giảm thiểu, chứ không phải là cho người nữ. Cho nên chúng ta cần phải thấy rõ để không có đổ thừa. Đừng có nói là người nữ nghiệp đặng. Nghiệp đặng theo Phật giáo là gì? Nghiệp giết cha, nghiệp giết mẹ, nghiệp giết A-la-hán, nghiệp làm cho thân Phật ra máu, nghiệp phá hoại tăng. Đó là 5 cái nghiệp nặng. Còn lại là nghiệp thường. Mà người nữ đâu có phạm mấy cái tội đó đâu. Thỉnh thoảng có người giết cha chứ mẹ, phần lớn người nam giết thì người nữ hiếm lắm. Đúng không ạ? Cho nên không có thổ đưa được. Và vì mình biết rõ Bát Kinh Pháp là được biên tập về sau này, cho nên đừng có gán ghép đó vào Đức Phật. Và chúng ta phải mạnh dạn ghi nhận việc đó và cố gắng làm sao để cho ánh sáng chân lý về bình đẳng giới của Đức Phật được tỏa sáng. Cho nên tại Việt Nam thì Giáo hội Phật Việt Nam tạo cơ hội rất tốt cho các ni trưởng, các ni sư, các sư cô
được tham gia vào Hội đồng trị sự Trung ương. Trên toàn quốc thì có 285 người đại diện cho 63 tỉnh thành. Rồi trong số 285 người đó đó, chọn ra 65 người lãnh đạo Phật giáo toàn quốc để đưa ra các kế sách và quyết sách. Thì thầy nằm trong cái nhóm 65, từ đó nhuận nghĩa thì nằm trong cái nhóm 285. Và trong hai cái nhóm này đó đều có các sư bà, các ni sư, và 13 ban ngành trung ương đều có các vị ni tham gia ở trên cấp đào tạo giáo dục, đào tạo cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, rồi cao đẳng, rồi trung cấp Phật học, đều có ni giới tham gia giảng dạy. Đó là tạo một cơ hội rất là bình đẳng, đóng góp rất là tốt. Vấn đề còn lại đó là phần lớn chư ni không có năng động, chỉ lo chuyên tu thôi. Thế còn ở tại Việt Nam mình, ở Phật giáo chúng ta tạo điều kiện rất tốt cho nữ giới phát triển, giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, làm các Phật sự. Vấn đề là mình có đủ năng lực để làm hay không thôi, chứ ta không có một cái giới hạn nào hết. Đó là những cái điều mà chúng ta nên rút ra từ đây. Và ai đã có mặt tại đây rồi đó thì cố gắng trở thành là truyền thông viên về học thuyết bình đẳng giới của Đức Phật. Mỗi một người nên làm như thế, nhất là các chị em phụ nữ, luôn luôn đề cao. Và đừng bao giờ đòi cái quyền đồng đẳng nha. Đó, thì cái như nãy chúng ta nói là bình đẳng pháp lý nè, bình đẳng sinh học nè, bình đẳng đạo đức, tức là hễ người nữ nào sống tốt mắc chánh đạo thì người đó có phẩm giá cao quý. Rồi bình đẳng thứ tư là bình đẳng giáo dục, người nữ đi vào Phật giáo là được giáo dục, được học, được thực tập. Rồi bình đẳng về tôn giáo, tức là họ được quyền thực tập tâm linh, không có bị giới hạn gì hết. Rồi bình đẳng cao nhất là bình đẳng thánh nhân, đó là vẫn chứng thánh được giống như là bao nhiêu người khác. Thì các học thuyết bình đẳng này không có trong các tôn giáo khác trong thời kỳ cổ đại. Còn các tôn giáo hiện đại đó, ví dụ như là đạo Sikh ở tiểu bang Punjab của đất nước Ấn Độ, những ông đàn ông mà quấn cái bính tóc trên, quấn cái khăn trên đầu đó, thì những người đó đó là ta tiếp thu giống như là đạo Cao Đại Việt Nam, ta tiếp thu một phần của đạo Phật, một phần của đạo Ấn Độ giáo, vân vân. Đó, thì ta có tôn trọng phụ nữ, quyền bình đẳng. Còn các tôn giáo cổ đại chỗ nào đi nữa cũng đều bất bình đẳng phụ nữ. Nên Đức Phật vẫn được xem là người xứng đáng ngồi riêng một chiếu, đi tiên phong, gặp rất nhiều khó khăn, và Ngài đã thành công. Không chỉ thành công đơn thuần trong giáo đoàn Ngài có nữ đi tu, mà những vị đó chói sáng như là các vị thánh. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta có thể rút ra tại đây. Cho nên mong ai đã đến đây rồi thì hãy góp phần truyền bá học thuyết bình đẳng giới của đạo Phật. Thì tại Học viện Phép Quan Âm Thành phố Hồ Chí Minh, thầy đang là phó viện trưởng thường trực đó, thì năm 2006 và thầy lên vận động thuyết phục Hòa Thượng Thích Minh Châu cho phép ni tham gia giảng dạy. Thì Hòa Thượng cho phép, và đăng ký lúc đó một số thầy trẻ đó là chống. Thì tổ chức là 3 phiên họp, cuối cùng là Hòa Thượng Minh Châu biểu quyết cho thông qua, cho phép người nữ được dạy. Thì từ đó đó là tất cả các ni trưởng, các ni sư, các sư cô có trình độ cao được dạy cho các thầy. Thế còn nếu mà thầy bác kính pháp là ni không được quyền dạy cho tăng, tăng dạy cho ni. Vì ngày xưa đó là nữ đâu được đi học, chỉ có người nam đi học thôi. Thì ngày mốt chúng ta đến đạp Đa Lăng Đà thì quý vị sẽ thấy là gì, người nữ không có được quyền đi học, trong đạp Đa Lăng Đà không có người nữ. Thì như vậy thì cái học viện của chúng ta là cải cách từ năm 2006, và thầy đã nỗ lực để cho cái việc đó được xảy ra. Thì từ đó đó thì nhiều cái học viện khác, nhiều cái trường Phật học khác trên đất nước Việt Nam này bắt chước theo mô hình của Học viện Pháp Quan Âm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người ta chống thầy Nhật Từ, nó không, thầy Nhật Từ này không phá đạo, sao đề nghị bỏ bát kinh pháp, bát không phải của Phật nói. Ta nói thầy Nhật Từ chống đạo, phá Đức Phật, hoặc là muốn làm tổ. Thực ra thầy muốn tôn vinh Đức Phật, vì Đức Phật xứng đáng như thế, và Ngài là người tiên phong đi trước thế giới này đến mấy chục thế kỷ. Bây giờ mà không làm như thế là chúng ta lạc hậu với Đức Phật. Đó. Cho nên mong tất cả chúng ta hãy làm cho ánh sáng chân lý bình đẳng giới được tỏa sáng khắp mọi nơi. Và dĩ nhiên để được cái việc đó thì chị em phụ nữ phải thật sự dễ thương. Dễ thương nha, hoan hỷ, vui vẻ, hợp tác, thì đi tới đâu chúng ta cũng được tôn vinh. Thì bây giờ chúng ta sẽ niệm 3 lần danh hiệu Phật để tôn vinh học thuyết bình đẳng giới của Ngài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.